Nếu bạn không biết đọc thì là bạn ngu. Nếu bạn không biết làm toán cơ bản thì là bạn ngu. Nếu bạn là con trai mà không giỏi thể dục thì cũng là bạn ngu. Không phải đứa trẻ nào cũng giỏi toán giỏi văn, nhưng người ta lại thường đem điểm số trên trường ra để phán xét tương lai của chúng. Trí tuệ thì có đến 7 loại, nhưng không phải loại nào cũng được dạy ở trường. Và cũng không phải đứa trẻ nào cũng may mắn gặp được người thầy của mình. Ishan cũng là một cậu bé đặc biệt, nhưng may mắn lại giúp cậu gặp được Ram, ông thầy dạy mỹ thuật aka Amir Khan, một trong ba chàng ngốc của điện ảnh Bollywood, kiêm đạo diễn phim. Chính thức giới thiệu, thằng bé trông khá đần này là Ishan. Ishan ở trường là một thằng lập dị dí mặt vào bể nước nhỏ, với mấy con cá bên trong để mang về. Ở nhà thì là đứa nghịch ngợm học ngu, coi chó là bạn bà, và coi bạn bè là chó vì chúng hay bắt nạt cậu. Mỗi lần đánh nhau thì lại toàn ấm ức chạy, xong đi đạp chậu cây nhà nó trả thù. Bố cậu thì là người dạy con theo kiểu truyền thống, đánh trước đã rồi tính sau. Chỉ duy có bà mẹ là dịu dàng với cậu. Tối hôm ấy, bố soạn đồ đi công tác xa, cái này khiến cho Ishan làm quả liều ngay hôm sau. Từ sáng sớm, cả nhà đã vội vã chuẩn bị cho ngày mới. Ông anh trai dậy sớm học hành, ăn sáng đẹp trai đến trường. Ishan thì vẫn cứ chổng mông lên không chống cự lại được sức hấp dẫn của cái giường, để mẹ phải đến tận nơi bế ra, tự tay tắm rửa, nháo nháo dắt ra chiếc xe buýt đang bấm còi rục inh ỏi. Một ngày mới với những cú ngáp bắt đầu. Ishan thì vẫn cứ ngẩn ngơ hoàn toàn không muốn học, ngắm nhìn một vũng nước ngoài cửa sổ. Đến lúc giáo viên bất ngờ gọi đến tên, cậu quay lại lúng túng còn không dở được sách, thậm chí là không thể đọc được chữ trong sách, khiến cho giáo viên cáu giận đuổi ra khỏi lớp. Nhưng mà tinh thần thép của một đứa cá biệt thì sẽ tìm niềm vui trong mọi nghịch cảnh. Chỉ đến lúc giờ sau là giờ nộp bài kiểm tra có chữ ký bố mẹ, mà Ishan thì không dám vì chỉ được 2/25 điểm, thế là trốn học thôi. Cậu dành cả ngày đi loanh quanh thành phố, tận hưởng không khí ô nhiễm thay vì điền ô chữ. Cuối cùng thì chui vào xe buýt trường ngủ đến chiều. Mặc dù là có cả đống khuyết điểm, nhưng mà Ishan vẫn có điểm mạnh là vẽ, cơ mà nó bị vùi lấp bởi cậu rất kém trong việc viết và đọc. Tối hôm đó, Ishan năn nỉ ông anh giả chữ ký mẹ, làm cái đơn nghỉ học cho hôm nay, thế là thuận lợi lừa giáo viên. Nhưng ngay sau hôm trốn học lại có tiết kiểm tra, đầu óc Ishan nhìn vào những con số, bắt đầu tưởng tượng ra cả một chuyến phiêu lưu. Xong rồi làm được đúng một câu và nó sai. Chủ nhật tuần đó, ông bố đi công tác về, tình cờ phát hiện ra tờ giấy xin nghỉ học, thế là mọi chuyện vỡ lở ra. Đã trốn học lại còn lừa dối. Bố mẹ cậu quyết định lên trường gặp giáo viên, thì tỏ ra thêm cái kết quả kiểm tra như hạch. Hiệu trưởng thì kết luận rằng Ishan bị đần, nên học trường dành cho trẻ em thiểu năng. Ông bố nghe thế liền chuyển Ishan vào một trường nội trú, nghe như là một nơi dạy học bằng roi da và sáp nến. Ishan bắt đầu khóc lóc không muốn xa nhà, nhưng kết quả thì vẫn không thay đổi. Cậu chỉ còn ăn xong cái Tết là xách vali đến trường mới. Vừa vào đến nơi thì hiệu trưởng đã nhìn cậu như một con ngựa hoang đầu bờ miệng hí. Thế là ông bố yên tâm mà ra về, để lại Ishan với tâm hồn bị bỏ rơi, lạc lõng ở môi trường xa lạ. Cũng chẳng thể trách được bố mẹ, vì họ cho rằng đấy đã là điều tốt nhất cho cậu. Nhưng với Ishan thì đấy là gia đình đã đẩy cậu ra xa, và ép cậu phải sống một cuộc sống mới với những người bạn khuyết tật mới. Nhưng mà việc học hành vẫn chẳng ra gì, giáo viên vẫn chỉ là đọc chép học vẹt, dùng roi vọt để uốn nắn. Trong mắt của Ishan, con chữ thì vẫn nhảy như lên ba, số liệu thì trôi nổi, học hành như vứt vào xỏ rác. Mong muốn lớn nhất của cậu là quẳng ngay cái cặp đi. Học dốt thì bạn bè cười chê, giáo viên khó chịu, bản thân cảm thấy tủi nhục. Gia đình đến thăm cậu cũng không muốn gặp, thậm chí bộ 24 màu tô được anh trai tặng cũng chẳng quan tâm. Đến lúc chia ly, Ishan cũng chẳng thèm buồn bã. Giới sad boy gọi tình trạng này là buồn đến chết lặng, hay còn gọi là trầm kèm. Thế nên nhìn cậu nhóc trèo lên sân thượng thì ai cũng biết là sắp hết phim. May có thằng bé khuyết tật này xuất hiện ngăn cản, khiến Ishan thay đời vẫn còn chưa tệ lắm. Cơ mà bước ngoặt của phim sắp đến, ông thầy giáo cuối cùng cũng đã xuất hiện. Đúng là phim Ấn Độ, hết hắn một tiếng người nhân vật phụ chính mới xuất hiện. Ông thầy Ram xuất hiện, đem đến sức sống mới cho cả ngôi trường, cùng với cách dạy học đề cao sự sáng tạo của bọn nhỏ, cho chúng tự do vẽ những gì chúng muốn. Naruto này, phong cảnh này, gì đó mà tôi không hiểu này. Chỉ có duy nhất Ishan là không thèm động tay vẽ. Thế là Ram bắt đầu chú ý đến thằng bé, nhưng thật sự Ishan không nói gì cả. Thậm chí mẹ gọi điện đến trường cũng không nói. Thì mặc dù gọi là để thông báo là không đến thăm vì bận xem thằng anh trai thi đánh tennis, nên Ishan càng cảm giác bị ra rìa. Nhưng kẻ khác biệt không chỉ có cậu. Thầy Ram mới đến với phong cách dạy khác người, cũng bị các giáo viên khác góp ý. Họ không muốn Ram dạy học sinh giống như trường cũ, là một nơi dạy trẻ em thiểu năng, khiến cho Ram hơi khó chịu. Lúc anh đi đến lớp thì lại gặp Ishan phải quỳ phạt ngoài cửa. Ram hỏi thăm, nhưng cậu lại sợ hãi né tránh. Anh quyết định đến hỏi thăm thằng bé khuyết tật về Ishan. Biết được câu chuyện cậu rất khó đọc và viết, thế nên anh đã bắt đầu tìm vở bài tập của cậu trong phòng giáo viên, tìm hiểu xem việc khó đọc khó viết là từ đâu. Nhìn qua một lượt, Ram thở dài. Anh quay lại trường cũ, chơi cùng những đứa trẻ ở đó. Một cô giáo đến tâm sự với anh. Ram bắt đầu kể về chuyện của Ishan. Cậu bé giống hệt anh ngày xưa và thực sự cần được giúp đỡ. Nhìn những đứa trẻ ở đây, chúng mới thực sự được dạy dỗ để trở nên hạnh phúc, ngược lại hẳn với sự trầm cảm mà Ishan đang trải qua. Điều đó càng làm cho Ram quyết tâm hơn. Anh đến tìm bố mẹ của Ishan, yêu cầu lấy ra vở bài tập của cậu. Tình cờ từ trong đó anh tìm thấy một bức vẽ. Ram lúc đó mới biết đến tài năng của cậu bé, thứ đã bị trầm cảm làm cho thui chột. Ram bắt đầu chỉ ra những lỗi sai trong cách viết của Ishan, chúng đều có quy luật nhất định. Đấy là triệu chứng của bệnh khó đọc. Bệnh này thì có nhiều biểu hiện như khó khăn trong việc hiểu nhiều hướng dẫn, gặp khó khăn trong một số công việc hàng ngày. Việc khác người như thế khiến cho Ishan mất hết cả tự tin, thế nên phải giả vờ mình nghịch ngợm bất trị. Đến bây giờ thì cậu bé đã hoàn toàn chết lặng.
và dừng không vẽ nữa. Ram giải thích bệnh này là do có vấn đề về thần kinh, khiến ông bố dãy nảy lên tưởng bảo con nó bị thiểu năng. Anh kiên nhẫn giải thích trí thông minh của cậu bé qua bức vẽ, nhưng điều đó thì có ích gì để cạnh tranh với xã hội? Vô dụng so với việc biết cộng trừ. Thế là Ram lặng đi một lúc. Ba mẹ ai cũng muốn con là thiên tài, thấp hơn thì không chịu chấp nhận, mà không ai chịu hiểu mỗi đứa trẻ có tài năng và giấc mơ riêng. Bài phát biểu hết sức thuyết phục, nhưng anh vẫn phải hậm hực ra về. Chút nỗi lòng với cô bạn ở trường cũ, anh tức giận vì mọi người đẩy hết tham vọng của mình lên đầu con trẻ, không chấp nhận việc chúng có những khả năng khác nhau. Cơ mà Ram như thế càng quyết tâm giúp đỡ Ishan. Bắt đầu từ một buổi học vẽ, Ram chìa cho Ishan nhìn tập vẽ bức tranh gia đình rời bỏ cậu, rồi bắt đầu kể câu chuyện về những vĩ nhân mắc chứng khó đọc. Einstein này, Leonardo da Vinci này, Thomas Edison nữa. Tất nhiên là anh không nhắc thẳng tên cậu bé, mà nói rằng những người có góc nhìn đặc biệt có thể thay đổi được cả thế giới, chỉ khi họ đủ kiên trì để chống lại định kiến. Xong rồi cho cả lớp ra ngoài ao để tạo ra bất cứ thứ gì mọi người muốn. Anh kéo Ishan lại lúc mọi người đi hết, để kể rằng chính Ram hồi nhỏ cũng mắc chứng khó đọc. Gia đình không thấu hiểu điều đó, khiến ông thầy cũng ngày càng trở nên quậy phá. Ấy thế mà lớn lên lại làm thầy giáo. Đấy mới chính là tấm gương đang đứng ngay trước mặt của Ishan. Có vẻ như câu chuyện đã cứu vớt được linh hồn cậu bé, thế nên tâm trí thăng hoa, xuất ra một cái thuyền từ động cơ dây chun, làm cho tất cả các bạn học đều trầm trồ. Cậu bé thì ngại ngùng đứng né ra phía sau. Ram giữ lại con thuyền, lấy nó như là kỷ niệm về cậu bé. Ishan lấy dần lại được tinh thần của ngày trước, kiểu đần mặt ra ngắm nhìn cái vũng nước. Lúc này thầy Ram đến gặp hiệu trưởng, trình bày về trường hợp của Ishan, về căn bệnh khó đọc, cho thầy hiệu trưởng xem những bức tranh của cậu. Sau đó đề nghị thầy châm trước cho việc đọc và viết, thay vì kiểm tra thường thì sẽ chuyển sang vấn đáp, còn Ram thì sẽ phụ đạo riêng cho Ishan sau. Hiệu trưởng lưỡng lự nhưng rốt cuộc cũng đồng ý. Thế là những buổi kèm cuối tuần bắt đầu. Ram cố gắng dùng nhiều phương pháp để dạy cậu học, kết hợp với những hình ảnh màu sắc, vừa chơi vừa học. Không bị ai chửi ngu nữa, khả năng học tập của Ishan ngày lúc càng tốt, đọc viết ngon nghẻ như Ngọc Trinh. Thầy Ram sau đó đề nghị một buổi ngoại khóa vẽ tranh cho tất cả học sinh và giáo viên tham gia. Bất ngờ một ngày, bố Ishan đến gặp Ram, nói lời cảm ơn đến những việc anh đã làm, thể hiện sự quan tâm của họ đối với Ishan. Thế là Ram nhắc nhẹ ông bố phải biết động viên, hỏi han, thể hiện quan tâm bằng hành động cụ thể, chứ không phải là luôn trách móc, xỉ vả với những lỗi lầm của con. Thế là ông bố phiền não ra về, tình cờ nhìn thấy đứa con đang tập trung cố gắng đọc bản tin. Ông vừa tự hào, vừa xấu hổ với những lời trách móc, đến mức không dám đối diện với Ishan. Sáng hôm ngoại khóa diễn ra, Ishan dậy cực kỳ sớm, ăn mặc đàng hoàng, chải tóc tai đẹp trai các thứ. Cậu đeo lên cái túi rồi một mình chạy đến chỗ hồ nước. Khi trời sáng hẳn, mọi người bắt đầu tụ tập đến quảng trường tham gia ngoại khóa vẽ, kể cả giáo viên. Giám khảo hôm nay là cô giáo mỹ thuật của Ram. Nhưng vấn đề là Ishan vẫn chưa xuất hiện. Buổi ngoại khóa chính thức bắt đầu, cậu bé mới lò dò đến. Ram vội vã đưa giấy vẽ cho cậu. Ishan tìm chỗ ngồi thoải mái, lôi bộ chì màu được anh trai tặng ra, và phim bắt đầu hát. Thật ra là phim hát khá là nhiều mà tôi cắt hết. Sau một hồi thì bức tranh cũng hoàn thiện, cậu đi xuống đưa nó cho Ram và tò mò nhìn sang bức tranh của thầy. Đây chính là hình ảnh cậu với nụ cười thật tươi. Hãng niềng răng hân hạnh tài trợ hàm răng này. Bức tranh của hai thầy trò lọt vào chung kết cuộc thi, nhưng vì người thắng cuộc sẽ được in tranh trên bìa kỷ yếu của trường, thế nên là giám khảo quyết định chọn tranh của Ishan. Cậu bé ngại ngùng đứng lên trong tiếng vỗ tay của bạn bè, hạnh phúc đến bước hụt cả bậc thềm. Lần đầu tiên tài năng của cậu bé được mọi người công nhận. Cậu bé vì quá xúc động mà chạy đến ôm chầm lấy thầy Ram. Người thầy thực sự sinh ra cậu một lần nữa. Thời gian dần trôi đi, năm học kết thúc, kỳ nghỉ hè đã đến. Bố mẹ của Ishan đến trường để nghe nhận xét của giáo viên. Họ bắt đầu nghe những lời khen tới tấp đến từ hiệu trưởng, cho đến các giáo viên bộ môn. Bây giờ đứng nhìn con trai vui vẻ nô đùa cùng bạn bè, bố của Ishan đã bật khóc cảm ơn thầy Ram. Đã đến giây phút chia tay, hai thầy trò ôm nhau thắm thiết và nói những lời từ biệt. Khi Ishan chuẩn bị bước lên ô tô, cậu bé lại chạy quay lại, do Ram bế bổng cậu lên trong cảnh quay slow motion. Hết phim. Tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.